Samadhi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sẽ ăn sái giờ. Nên chờ ghi ta qua đi ta quý su ca đa sa na ma la gan tha huy lê ba na tha ra na man đa na quý khu sa na tha Vệ ra man y sĩ kho bất năng sa ma đi dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quý tránh xa sẽ múa hát thô kèn đờn sẽ múa hát nghe đờn kèn trang điểm thô vật thơm dội phẩn và đeo tràng hoa. Ôn chay sẽ gia nam ha sẽ gia nam về ra mà đi sẽ có bất năng sa ma đi dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Manchampamadanthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Vikalapochana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nanchagita Vatitavisu Kadansana Mala Gantha Vilepanatha Ranamandana Vipusanantana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn, xem múa hát, đờn kèn, trang điểm thọ mật thường, dùng phấn và đeo tràng hoa. Ujjayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang an thân ga sa man na ga tăng buôn tham ban nhật tăng upo sát thân imang cha rắp tình imang cha ti wa sang sama de wa am phi rắn khi tung sama di ya mi. Con xin thọ trì và quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Imani Atthasikabaddhani Uposatha Sila Vasena Imanjaratting Imanjadivasaṃ Sathukaṃ Kattvaṃ Ambamadena Sarakkhitappaṃ. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quen giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amaphante, dạ chúng con xin vâng. Silena Sukatin Yanti, Silena Phokasambhadang, Silena Niputin Yanti Tasmang, Silang Vị Số, Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ giữ giới,
Bởi các ai cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thứ lần thai. Un ta mang ghê na văn đê hăng ba ta bán sung và rừng ta mang bùn thê yô ca lý tu đô sô bùn thô ca ma tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thảnh kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mong ghê na quanh đê hăng thăm minh cho tôi thân quá răng thăm mê vô ca lý tu đô xô thăm mô ca ma tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thảnh kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghê na quan đê hăng sẵn khăn cho đuôi thổn ta mang sẵn khê nhu ca lý tu tu su sẵn khô ca ma tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thảnh kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài Trí Đức chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con được tròn đủ phước báo. Con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm qua tôi sắp và mặn gà lăng rắc khăn tôi sắp và để qua ta sắp và bút đá hai nô phá quê nà sà đà sô thi phá quân tôi tê phá quà tôi sắp và mặn gà lăng rắc khăn tôi sắp và để qua ta sắp và thăm mà nô phá quê nà sà đà sô thi phá quân tôi tê phá quà tôi sắp và mặn gà lăng rắc khăn tôi sắp và để qua ta sắp và sẵn khá hai nô phá quê nà sà đà sô thi Phật anh tụ tên tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo pháp, do nhờ quả đức của chư tăng, các sự an thường thường đến người. Sa va tha la tho su ki to ru na ho bo tha sa sa ne a ro go su ki to ho i sa sa pe nya thi pi sa tha la tha Sukhita Vrunaha Bhutasa Sanaya Roga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Prite Atalatha Sukhita Vrunaha Bhutasa Sanaya Roga Sukhita Hoi Saha Sabbe Hệ nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thứ lành thai. Chúng con thành kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tam quy và bát quan trai giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay. Chúng con kính tri ân ngài. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyannu anumodan tu chiran rakhan tu sasanang. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyannu anumodan tu chiran rakhan tu no karu. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyannu anumodan tu chiran rakhan tu nyatayo. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyannu anumodan tu chiran rakhan tu panino. Akasantha cha bhummantha deva naga mahintika punyannu anumodan tu chiran tu no sadang. Chư thiên
Ngự trên hư không, địa cầu tự ngự rõ thông mọi điều. Vẫn vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Nguyên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh đường hướng phương dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nô nha thi đằng hô tu su ki ta hôn từ nha ta yô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng định thân bằng quyến thuộc đạo Bảo Vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Y đằng quát ta mê phùn nhân a sa quát khát già quát hằng hồn tướng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ngự ở 10 muôn triệu thế giới xa bà, vua trời đế thích chư vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chư phước đạo tràng, nguyện cầu quý đạo được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nhô phu nhân ni pa na sa pa che yo hữu tức. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Giờ lễ bái đã tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài Trí Đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sangkhaya. Dạ, cũng đến giờ học vi diệu pháp của thầy kinh, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Samputassa. Brahma jaloka thi pa thi saham pa thi katan jaliyan diwarang ayajatha santi thasantam parajam khajatika Đề xế tu thăm măng anu căng bi măng ba chăng san tham ma phê rin vi na yan cha khayang Pampu thaneye parisayamanche. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự phàm từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân vô cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tin rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính trung thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay, con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng biết đến thầy. Nam mô Buddhaya. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sa Di Đà Phật. Kính lễ chư tôn đức tăng trong rừng. Chào tất cả quý vị. Tiếp tục ha. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau
vang tăng Atiwa đề mi Svakhyato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Sapatibhanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasatthamma Anuttama Atiwa Diyapha Sissa Vithammatasangha. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa tất cả quý vị. Này chương trình mình vẫn đọc Bali bình thường ha. Sau đó chúng ta cho một số câu hỏi để mà ôn tập. Quý vị nếu mà thấy thông qua được thì học tiếp, còn không thông thì chúng ta cho ôn hoài. Quý vị đồng ý không? Tôi thấy bộ học nhiều quá rồi giờ hỏi tới quờ quán thôi. Quý vị đồng ý cho cái bông đi, ôn tập từ từ lại ha. Rồi, xa thú ha. Rồi, giờ mời cô Nhật Quỳnh Boss Bali lên mời tất cả quan nghỉ cùng nhau đọc ha. Tại sao nó không số cậu đâu rồi. Cũng trọn thật đẹp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng tất cả chư tăng, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc phần Bali hôm nay. Samuchaya Sanghaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đoà sát ta ti vi tha út ta vát thu tham ma sa lắc kha na tê sang đa ni ya tha yô găng ba vát kha mi sa mút cha dăng 72 pháp một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho, Mitsaka Sangaho, Bodhibat, Kiya Sangaho, Sapa Sangaho, Chati Samut, Chaya Sangaho, Chattupitho, Vedittabbo. Tóm yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tóm yếu những loại bất thiện pháp, tóm yếu những loại pháp hợp, tóm yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tóm yếu những pháp linh tinh. Các thằng Akusala Sangahe Tawachattaro Asawa Kamasawo Pha hòa sa vô, đích thà sa vô, á quýt trà sa vô. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện, có bốn hoặc lậu. Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh lậu. Con đã đọc xong đoạn 1. Con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Và cảm ơn thầy. Cảm ơn tất cả đạo tràng. Con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không. Dạ, con kính chào thầy. Quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài đoạn 2 ạ.
rô kha mô khô pha vô khô đít vô chô vô. Có bốn bậc lưu: một dục bậc, hai hữu bậc, ba kiến bậc, bốn vô minh bậc. Chất ta rô kha ma vô gô pha hoa vô gô đít thi vô gô a quýt cha vô gô. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết, tà rung, a phích cha ca gian thô, gia pa đô ca gia gan thô, si lắp ba ta pa ra ma so gan thô, y đằng sách cha y vô so. Cà gia gần thô. Có bốn thắt chặt tứ phược: một thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược; hai thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược; ba thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm thủ giới thủ thân phược; bốn thắt chặt vào quan đoán rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiệt. Ta ro u ba da na ka mu na vit thu ba da nang si la tu ba nang a ta ba nang. Có bốn chấp thủ tứ thủ: một dục thủ, hai kiến thủ, ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ. Cha ni wa ra na ni ka mai chan đa ni wa ra nang ya ba đa ni wa ra nang thi na mi tha ni ut tha cha ku ku cha ni wa nang vi chi kích cha ni wa ra nang a vi cha ni wa ra nang. Có sáu triền cái chướng ngại: một tham dục cái, hai sân độc cái, ba hôn thụy cái, bốn trạo hối cái, năm hoài nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Xin Mai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Quán Không, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào thầy Kim, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài ạ. Sapta nusaya ka mara ga nusayo phawara ga nusayo patika nusayo mana nusayo ditha nusayo vichikicca nusayo avicca nusayo. Có bảy tùy miên: tùy miên tâm tánh ngủ ngầm, ái dục tùy miên; một ái dục tùy miên, hai ái hữu tùy miên, ba phẫn uất tùy miên, bốn ngã mạn tùy miên, năm tà kiến tùy miên, sáu hoài nghi tùy miên và bảy vô minh tùy miên. Dasa sanyojana nikamara yasari niyoga yo chana rupara gá sằng dồ cha nằng a ru pa ra gá sằng dồ cha nằng ta tích kha sằng dồ cha nằng mà na sằng dồ cha nằng dít thi sằng dồ cha nằng si lắp ba ta pa ra mà sa sằng dồ cha nằng vi chi kích cha sằng dồ cha nằng út thất cha sằng dồ cha nằng a vít cha sằng dồ cha nằng xuất tăng tề. Theo kinh tạng có 10 thắng thúc triền gây trói buộc: một ái dục triền, hai ái sắc triền, ba ái vô sắc triền, bốn phận uất triền, năm ngã mạn triền, sáu tà kiến triền, bảy giới cấm thủ triền, tám hoài nghi triền, chín phóng dật triền và 10 vô minh triền. Dạ, con đã đọc xong, kính tri ân thầy Kim, cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn Nhật Quỳnh đã post bài.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn sư thần Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con không thấy có bàn tay vị nào, nên con sợ mất thời gian của đạo tràng, con xin ôn bài. Câu số 4, dạ. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tòa Quán Không, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và con xin đọc được trả bài đoạn 4. Abhara nidasa sang yo chanani kamara ga sang yo chanang phagvara ga sang yo chanang batikha sang yo chanang mana sang yo chanang đích thị sang giờ cha năng xây lắp bát tát ba ra ma sa sang giờ cha năng vi chi kích cha sang giờ cha năng e sa sang giờ cha năng mat cha ri gia sang giờ cha năng a vi cha sang giờ cha năng a vi tham mê. Theo vi diệu pháp Abhidhamma có 10 thần thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Đa sa ki lê sa lô phô đô sô mô hô ma nô đi thi chi vi chi ki cha thi năng út tha chăng a hi ri căng an nắp an nô tập bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Hôn dật. 9. Không hậu thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. À sa qua đi sư ba nét tha ca ma pha quan na nè na mê nát tắp mát thu ca tạnh ha áp phít về ta Sì lắp bát tắc bát ra ma sơ y đăng sát cha phi ni quê sơ áp ta qua đức bà đà năng cha ta tha ba quát tăng định thì gặp ta mê vút cha ti. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó cũng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có ta, chỉ có đây là chân lý, và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đoạn 4 đến đây đã chấm hết. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn thầy kinh. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Bữa nay Nhật Quỳnh thấy đông lắm mà, sao vị nào cũng ngại ngùng không chịu đưa bàn tay vậy. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Mời Quang Thanh nha. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Phật Ân Pháp Văn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Quán Không. Con kính đảnh lễ thầy kinh và thầy kinh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Sama Samuk
cha ra sằng ga hà quy và gồ những phân loại theo á phí tham má đà đà sát ti quy thà vu à vu tu thầm mà sa lắc khan khan na tề sằng đa ni ra thà rù găng ba qua khà mi sa mục cha rằng 72 pháp một tâm 52 tâm sở 18 sắc thực tính một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Asuka là sanggaho misaka sanggaho bồ thi bắc khi ra sằng ga hồ sáp ba sằng ga hồ cha ti sa mục cha ra sằng ga hồ cha tu bi thù quỳ tát bồ tát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn tát yếu những loại bất thiện pháp tát yếu những loại pháp hỗn hợp tát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ tát yếu những pháp linh tinh các thằng akasu la sằng ga hề ta wa cha ta ro a sa wa ca ma sa vô phác quà sa vô đi tha sa vô a chi a quích cha sa vô như thế nào để khởi đầu trong tát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu. Một, tham dục. Dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh lậu. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính bạch lễ sư Trí Đức, con xin kính chào Thầy Kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc tiếp đoạn 2 của bài. Chát ta rô ô kha, ca mô khô, phá vô khô, đít thi ô khô, á quýt chô khô. Có bốn bậc lưu, một dục bậc, hai hữu bậc, ba kiến bậc, bốn vô minh bậc. Chattaro oga kama yogo phawa yogo ditthi yogo avicca yogo có bốn trói buộc tứ kết dục kết hữu kết tà kiến kết vô minh kết chattaro gantha avicca ka ya gantho ya phado ca giá gan thô si lát ba ta pa ra ma so ca giá gan thô y đăng sắc cha phi ni quê so ca giá gan thô có bốn thắt chặt tứ phược một thắt chặt vào tham dục tham ái thân phược hai thắt chặt vào oán ghét sân độc thân phược ba thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phược bốn thắt chặt vào quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược chattaro upadana ka mupadanang ittubadanang silabbatupadanang attawadupadanang có bốn chấp thủ tứ thủ một dục thủ hai kiến thủ ba giới cấm thủ và bốn ngã chấp thủ chani varanani kamachan dani varanang yapa dani varanang thi namithani varanang uthachakukuchani varanang vichikit cha ni vara năng, awit
cha ni quá đát năng có 6 triền cái chướng ngại: 1. Tham dục cái, 2. Sân độc cái, 3. Hôn thụy cái, 4. Trạo hối cái, 5. Hoài nghi cái, 6. Vô minh cái. Dạ, con đã đọc xong, con trai con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ, con kính đảnh lễ ngài trí đức, ngài quán thông. Con kính đảnh lễ quý sư, quý đạo, quý cô, quý nữ. Con kính chào thầy kinh, con kính chào đạo tràng. Xin phép được đọc bài sắp tà nu sa ya ca ma ra ga nu sa yo pha wa ra ga nu sa yo pa ti ka nu sa yo ma na nu sa yo di tha nu sa yo vi ki chi cha nu sa yo pa vi cha nu sa yo. Có 7 tùy miên, tùy miên tâm tánh ngũ nằm. Số 1, ái dục tùy miên. 2. Ái hữu tùy miên. 3. Phận uất tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Và 7. Vô minh tùy miên. Ta sa sần vô cha na ni ca ma ra ca sần vô cha năng ru pa ra ca sần vô cha năng a ru pa ra ca sần vô cha năng Atika san yo janan, mana san yo janan, dinti san yo janan, silapa tapa rama sa san yo janan, wikinjita san yo janan, untatja san yo janan, awinja san yo janan, sutante. Theo kinh tạng có 10 thần thúc triền dây trỗi buộc: 1. Ái dục triền, 2. Ái sắc triền, 3. Vô sắc triền, 4. Phận uất triền, 5. Ngã mạn triền, 6. Tà kiến triền, 7. Giới cấm thủ triền, 8. Hoài nghi triền, 9. Phóng dật triền và 10. Vô minh triền. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, rồi thầy và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Thị Na. Hà ơi, đốn đâu rồi không chịu lên trả bài. Dạ, cảm ơn chị Meta, chị Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Xích Hà nè, xích Tâm Phương nè. Sao mà trốn kỹ gì mất tiêu rồi, bàn tay đâu? Bàn tay giấu đâu rồi? Còn rất là sớm nha quý vị. Em kính mời bàn tay quý vị à, kính mời bàn tay đạo tràng. Mỗi lần thì đọc bài rất là lâu, lý do phải còn đánh dần. Lúc này, cái gì đó, lúc này trả bài lẹ quá, thành ra thời gian rất là ngắn. Mà mới vào hay là cái gì, nói cái gì cô đây? Giờ đưa bàn tay lên đi, thầy nói gì nói được không? Alo, hay là đang mắc lái xe? Xích Tâm Phương vào đầu tràng có trả bài được không? Không, không trả bài hay là không cầm mic, hay là không có lái xe hả? Không, không cái gì mới được chứ. Dạ không, không biết dạ không cái gì. Không trả bài. Rồi, lãm hồi thầy kinh mắt Hà Quỳ Nhan đi thầy kinh. À, không xung không trả bài. Dạ, xích Tâm Phương có trả bài không? Alo, Tâm Phương ơi, có trả bài không? Dạ, Tâm Phương cũng treo áo luôn rồi. Dạ, bây giờ không có vị nào trả bài hết. Dạ, Nhật Quỳnh xin dân mít đến thầy kinh ạ. Xin thầy kinh điều khiển coi vị nào không trả bài không như thế nào thì thầy kinh trị đi. Dạ, kính mời thầy kinh ạ.
Yeah, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha. Biết thôi, lười biết hết trơn rồi chết rồi. Học hình như học lâu rồi sao cái năm ra lười hay sao ta? Nghỉ lễ cái lục kiếm, kiếm bị lục hết rồi này. Cô gì đây nè, còn nhiều lắm mà sao không thấy ai lên nè. Quá tiền Thiện Vũ nè, Thiện Vũ chưa lên nè, Tina lên rồi, Thiện Vũ chưa lên nè. Hà cũng làm biến nè, đâu chịu lên nè. Thiện Vũ lên chưa? Lên rồi hả? Sao không nghe đâu? Hay phạt lên lại đi, lên không nghe phạt làm lại. Phạt làm lại, làm lại. Ta không nghe phạt làm lại. Nam mô Bụt Tha Giá, bữa nay đường nét của chồng cô Thiện Vũ có vấn đề. À, Thiện Vũ chạy ra rồi chạy vào rồi, mời Thiện Vũ nghe. Dạ thưa thầy, con đọc đoạn 4 đúng không ạ? Con đọc đoạn 4 ạ. Atara ni dasa sangyo chana ni kamara ga sangyo chana pha hoa và ngã sang vô chát năng ba tí kha sang vô chát năng mà na sang vô chát năng đi thi sang vô chát năng si la ba ta pha và ma sa sang vô chát năng quy chi kích cha sang vô chát năng ít sa sang vô chát năng mạch cha ri ra sang vô chát năng an quyết cha sang vô chát năng a phi tham mê theo vi diệu pháp a phi tham má có 10 thằng thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. San tham. Và 10. Vô minh. Đa sa ki lê sa lô phô đô sô mô hô ma nô đít thi quy chi kích cha thi năng út thác chăng a hi vi căng a nô tháp thăng. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. A sa hoa đi su pa ne tha ka ma pa hoa na me na ta ba thu ka tanh ha a thi pe ta si la ta 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 ra ma so i đăng sắc cha phi ni quê so a ta hoa tu pa đa năng cha ta tha hoa tăng đi ti ra ta me hoa pa vut cha ti nơi đây. Trong sự phân loại các ô nhiễm, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ con đã đọc xong, con có sai con xin thầy.
sửa cho con, và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Samukha Sangaha Quý Phà Gù, những phân loại theo Á Phí Thầm Má. Đoà sát tá tí quý thà ú tà quá thú thầm mà sa lắc khá nà tê sàn đà ní giá thà dù gần bá quá khả mi sá múc trái dân. 72 pháp, 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangahu, Misaka Sangahu, Bodhi, Pakis, Yasangahu, Sapa Sangahu, Jati Samukjaya Sangahu, Chatupito, Veditabu. Thoát yếu, các phân loại phải được hiểu là có bốn. Thoát yếu những loại bất thiện pháp, thoát yếu những loại pháp hỗn hợp, thoát yếu những loại liên hệ đến sự giác ngộ, thoát yếu những pháp linh tinh. Các thằng akusasangahe ta wachata ro asawa kama sawo phawa sawo ditta sawo awicca sawo. Như thế nào để khởi đầu trong thoát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? 1. Tham dục, dục lậu. 2. Luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. Và 4. Vô minh, vô minh lậu. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con. Con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho đạo tràng ạ. Sa thú kính cảm ơn Châu Nguyễn à, ông bài. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ cảm ơn Thiệu Vũ, cảm ơn Châu Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ à, Nhật Quỳnh xin ý kiến thầy. Bây giờ thì dạ đọc hết đoạn rồi cho câu hỏi hay là cho câu hỏi. Dạ chị Meta ơi, thầy kêu chị Meta đọc tiếp kìa. Chị Meta có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có ở trước máy không? Vậy là chị Meta không có ở trước máy rồi. Ra xà thủ và bằng tay chị Meta có rồi. Dạ, kính mời chị. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Thiện Vũ, cô Hồng Mai cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, tiếp theo đây con xin đọc đoạn kế tiếp. Dạ. Ta ro o kha ka mo kho pha wo kho đích tho kho a wit cho kho. Có bốn bọc lưu: một dục bọc, hai hữu bọc, ba kiến bọc, bốn vô minh bọc. Chắc ta ro yoga ka ma yoga pha wa yoga đích thi yoga a wit cha yoga. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chắc ta rô ganh thà, áp phích
cha ca ya gan tho ya ba do ca ya gan tho si lắc ba ta ba ra ma so ca ya gan tho y đằng sắc cha phi ni se quê so ca ya gan tho có bốn thắt chặt tứ phược. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái, thân phược. Hai, thắt chặt vào quán ghét, sân độc, thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ, thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến, độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến phược. Chattaro Upadana Upadana Kamupadana Dittupadana Silabbatupadana Attawadupadana. Có bốn chấp thủ, tứ thủ. Một, dục thủ. Hai, kiến thủ. Ba, giới cấm thủ. Và bốn, ngã chấp thủ. Chani vara nani ka mat chandani vara nang ya da dani vara nang thi na mitha ni vara nang uthak chakut kuk chani vara nang quý chí kích chani vara nang awut chani vara nang. Có sáu triền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thủy cái; bốn, trảo hối cái; năm, hoài nghi cái; và sáu, vô minh cái. Vậy con đã đọc xong. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh boss bài. Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính lễ quý sư, con kính lễ phụ nữ, kính chào thầy, kính chào các anh chị. Con xin đọc tiếp ạ. Dạ, em cảm nhận Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Đoạn 3. Anusaya Kamara Ganusayo Phawara Ganusayo yo pakhamana nusayo ditha nusayo vichikicca nusayo avicca nusayo. Có bảy tùy miên, tiềm miên, tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái tùy miên. Hai, ái hữu tùy miên. Ba, phẫn. Bốn, ngã mạn tùy miên. Năm, tà kiến tùy miên. Sáu, hoài nghi tùy miên. Và bảy, vô minh tùy miên. Dasa sang yo cha na nika maraga sang yo cha nang rupa raga sang yo cha nang arupa raga sang yo cha nang batika sang yo cha nang mana sang yo cha nang diti sang yo cha nang silap batapara ma sang yo cha nang vichikicca sang yo cha nang utthaccha sang yo cha nang avicca sang yo cha nang suttante. Theo kinh tạng có 10 thằng thúc triền dây chói buộc. Một, ái dục triền. Hai, ái sắc triền. Ba, ái vô sắc triền. Bốn, phẫn uất triền. Năm, ngã mạn triền. Sáu, tà kiến triền. Bảy, giới cấm thủ triền. Tám, hoài nghi triền. Chín, phóng dật triền. Và mười, vô minh triền. Dạ, con đã đọc xong đoạn ba. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, xin mời bạn kế tiếp. Dạ, con kính lễ đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức,
kính lễ chư Quán Không, kính lễ sư Tuệ Đức, kính lễ quý chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin tiếp tục đọc ạ. Số 4. Apara nidassa sangyo chana nika mara gassangyo chanang phawara gassangyo chanang patikha sangyo chanang mana sangyo chanang dithi sangyo chanang silapatapara masa sa sangyo chanang vichikicca sangyo chanang issa sangyo chanang Macchariya sangyo cha nang avicca sangyo cha nang avithamme. Theo vi diệu pháp avithamma có 10 thắng thúc dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Dasakile salofo doso moho mano dithi vichikicca thinang utthacchang ahirikang anottappang. Có 10 ô nhiễm, phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asawadi supanetthaka mafawana me natap patthuka tanha pitte ta silap patapara maso idang satya finiwe sawadupadanang chata tha pavattang dit tigata me vapavuchati. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên kiếp sinh tồn hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ, con đọc xong, kính tri ân thầy kinh. Đây là núi sư, kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Quỳnh đã post bài. Dạ, xin xuống, con xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Mô Bà Tha Giá, Nạc Bồ Thầm Mà Giá, Nạc Bồ Sàng Kè. Dạ, có gì có nghe không? Alo. Nghe nói không? Rồi, ok. Dạ, kính thưa chị Tổng Đức, kính chào tất cả quý vị. Thôi, tới đây chắc hết ai đọc rồi ha. Đây cũng chào quý vị nghe. Đọc bà liền tới đó đủ rồi ha. Giờ mình đi vô tới phần câu hỏi đố vui có thưởng. Đố vui có thưởng nha. Học dịch lộn, hy vọng là ế học dịch ế quý vị. Mà chưa, cô thư ký chuẩn bị chưa? Cô thư ký chuẩn bị nè. Rồi, đố vui có thưởng câu số 1. Câu số 1 có bao nhiêu nhóm? 4. Có bao nhiêu nhóm 4 trong bất thiện tập yếu? Có bao nhiêu nhóm 4 trong bất thiện tập yếu? Chưa, ghi chưa?
có bao nhiêu nhóm bốn, tức là hỏi có bao nhiêu nhóm bốn trong bất thiện thập yếu. Rồi bây giờ mời cô gọi là đây, mời cô Hồng Mai. Rồi, cô Hồng Mai lên coi, mời cô Hồng Mai giơ cái ta xinh xinh lên coi. Cô Hồng Mai đâu rồi? Dễ quá, câu này dễ quá, lấy 10 điểm dễ quá. Hôm mai nó mới lại trốn hả? Trốn mất hả? Khi tới lên trốn mất tiêu rồi. 1 2 3 ba trốn rồi, trốn giờ lại kiểu người khác à, mất phước đáng chịu à. Rồi thôi còn mai nữa thôi, cô trốn rồi, mời cô Hà. Hà lên giải quyết câu này lấy 10 điểm coi có bao nhiêu nhóm 4 trong bất thiện tập yếu. Cô Hà đó rồi. Rồi mời cô Hà. Con kính ảnh lễ Ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính Ngài các cô tương nữ, con kính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ sao Thầy ép con quá, bởi nên đâu có đi đọc bài được, mà thưởng trứng không ai thích được Thầy ơi. Dạ thôi đây con đọc. Trong bất thiện tập yếu thì có bao nhiêu lậu, có bao nhiêu tứ, có bao nhiêu bốn không thưa Thầy? Thì tứ lậu là 1, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Tứ bậc, dục bậc, hữu bậc, kiến bậc và vô minh bậc. Tứ phược, dục phược, hữu phược, kiến phược và vô minh phược. Tứ kết là tham độc, sân độc, giới cấm thủ và cực đoan kiến. Thủ, tứ thủ, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngũ trách thủ. Dạ như hết rồi thầy ơi. Dạ. Con xin trang mít lại, con có sai thì thầy cho con trứng, còn không thì dạ, thầy con lãnh 10 điểm. À, đúng không quý vị? Hello, đúng không? Đúng vậy không? Có ai muốn bổ sung gì không? Đúng không? Đúng không cô cô Meta, đúng không cô Meta? Kim Dung, đúng không cô Kim Dung? Giống tứ vượt thì có một chỗ lộn xộn đó nha, một chỗ lộn xộn nha, quý vị không để ý nha. Có lộn xộn một chỗ. Bây giờ mời cô Kim Dung lên đọc lại cho cô Châu Nguyễn, cô ghi lại rõ ràng cho bà con ôn nha. Xíu xíu đủ đi, đủ đi đi tà suốt luôn rồi. Quy diệu pháp mà đặt chút xíu tiêu. Rồi mời cô Kim Dung. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy. Dạ nhóm lộc con sám hối, câu hỏi là có bao nhiêu nhóm bốn trong bất thiện? Thưa thầy có 5 nhóm 4, đó là nhóm tứ lậu, nhóm tứ bộc, nhóm tứ kết, nhóm tứ phược và nhóm tứ thủ. Trong nhóm tứ lậu thì có dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Trong nhóm tứ bộc thì có dục bộc, hữu bộc, kiến bộc, vô minh bộc. Trong nhóm tứ kết thì có dục kết, hữu kết, kiến kết, vô minh kết. Trong nhóm tứ phược thì có tham ái thân phược, sân độc thân phược, giới cấm thủ thân phược, ngã kiến thân phược. Và trong nhóm tứ thủ là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. À, xa thủ, xa thủ, à, chính xác không? Vậy, vậy có 5 nhóm 4, à, với bà có tất cả là 5 nhóm 4. Như vậy cô Hà được cũng trúng, hơi trật chút xíu, lòng cộng chút, là 8 điểm, cô Nhật Quỳnh 10 điểm.
Không phải là không con Kim Nhung chứ. Sorry. Con Kim Nhung 10 điểm mà xà thử này, trứng ế nè ha. Rồi quan hỷ cho bông lên quý vị ơi, quan hỷ tặng bông cho cô Hà với cô Nhung ha. Xà thử. Rồi câu số 2. Câu số 2. Có bao nhiêu câu số 2, trong bốn pháp bất thiện. Trong bốn pháp bất thiện. Mở ngoặc kép. Dục, hữu, kiến, vô minh, đóng ngoặc kép. Trong bốn pháp bất thiện. Dục, hữu, kiến, vô minh, đóng ngoặc các bạn ha. Được diệt trừ ra sao đối với các tầng thánh nhân? Được diệt trừ ra sao đối với các tầng thánh nhân? Dục hữu, đúng rồi, sửa lại. Dục hữu. Dục hữu kiến vô minh. Dục hữu với bài thủ, dục hữu. Cô thư ký ơi, sửa lại. Dục hữu kiến của mình được diệt trừ ra sao đối với các tầng thánh nhân? Rồi câu này lấy được 10 điểm mới hay nha. Rồi à đây à, Diệu Thiện. Rồi mời cô Diệu Thiện. Mời cô Diệu Thiện giơ cái bàn tay xinh đẹp lên coi. Không mất rồi. Cô Thiện Vũ chứ sao đây, Thiện Vũ chứ, mời cô Thiện Vũ, kêu lộn tên. Mời cô Thiện Vũ giơ bàn tay xinh đẹp lên. Rồi, đọc kỹ câu hỏi ha. Trong bốn pháp bất thiện, dục, hữu, kiến, vô minh, được diệt trừ ra sao đối với các tầng thánh nhân? Chưa là gì? Rồi, mời Thiện Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, sư Quán Không. Con xin kính đảnh lễ thầy và con xin kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, con kém lắm nhưng mà con nói thì chắc là sai rồi, thầy sửa cho con. À, dạ, trong bốn cái bất thiện dục, hữu, kiến, vô minh thì cái tầng thánh thứ nhất là tầng thánh Tu Đà Hoàn thì sẽ diệt được kiến thủ là tà kiến, còn làm yếu đi cái tham dục, còn tham dục còn nguyên ở cái tứ thánh Tu Đà Hoàn, còn đến nhị quả Tư Đà Hàm và tam quả A Na Hàm thì làm nhị quả thì giảm bớt nhiều cái dục mấy cái con không nhớ cái hữu. Còn đến tầng thánh thứ ba A Na Hàm thì diệt được hoàn toàn cái dục ái, và đến A Na Hàm thì cứ coi như dục ái mới hữu là diệt được hết rồi. Cứ đến tầng thánh thứ tư thì mới diệt được vô minh với cả cái sanh hữu đó, là nghĩa là không còn tái sanh nữa. Dạ, con xin thầy sửa cho con ạ. À, xa thứ 5 điểm thôi. À, giờ để coi ai đây, ai lên bổ sung này. À, cô Meta lên lấy 10 điểm cho cô Meta.
Rồi ta đâu giơ tay cái. Rồi xin mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khả Giá. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào Thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, tới phiên con thì chắc chưa chắc gì đâu, chắc có thể là cũng giống như cô Thiện Vũ thôi Thầy. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi, con xin trả lời. Trong bốn pháp bất thiện, dục, hữu, kiến, vô minh được diệt trừ ra sao đối với các tầng thánh nhân? Dạ, trong bốn cái pháp bất thiện này thì đối với các tầng thánh nhân là bậc sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Thì con thấy ở bậc sơ quả đó là Tu Đà Quần thì đã diệt được cái phần tà kiến. Và đến tầng thứ nhì là tầng dị quả, tức là Tư Đà Hàm, thì làm yếu đi thêm cái dục và dục ái và sân. Rồi đến tầng thánh thứ ba là Ana Hàm thì diệt được thành hai cái dục ái và sân đó. Rồi đến tầng thánh thứ tư, thứ tư tức là bậc A La Hán thì diệt được tất cả là dục, hữu, kiến và vô minh, và diệt được hết luôn. Tức là cái phần hữu là sắc hữu, vô sắc hữu, ái sắc, vô ái sắc. Rồi phần tà kiến, rồi vô và ái dục gì diệt hết. Bốn cái pháp bất thiện này đến bậc A-la-hán thì diệt được hết. Dạ, con hiểu như vậy, không biết có đúng hay không. Dạ, xin Thầy cho con biết. Dạ, con xin trả mít lại cho Thầy. Đúng không quý vị? Alo, 1, 2, 3, trúng không, trúng không? Alo. Có ai muốn bổ sung gì không? Chưa đúng lắm. Rồi mời cô Tina giơ tay. Mời Tina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý đạo, quý cô tu nữ, con kính chào thầy và con chào đạo tràng. Con có sai xin thầy sửa giùm cho con. Dạ, người sơ đạo thì diệt được ba phần kiết sử phiền não, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Người dị đạo thì làm nhẹ hai phần phiền não là tham dục và sân, và cũng đồng thời làm suy yếu các phần phiền não bất thiện là sân, tật, lận, hối. Còn người tam đạo đó thì đã động tận hai phiền não tham dục sân, mà người nhị đạo đã làm nhẹ. Còn người a còn bậc 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 a la hán đó thì đã động tận các phiền não còn lại là ái sắc, vô ái, vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh, năm thượng phần kiết sử. Và đó là bậc A-la-hán. Còn năm hạ phần kiết sử thì đã diệt trừ từ bậc tam quả. Dạ, con có sai xin thầy và đạo tràng sửa giùm cho con. Sai thì nó không sai ha, mà trúng thì cũng không trúng.
nó không vô câu hỏi. Ai lên mời cô Hà, cô Hà nói giờ mời cô Hà lên cho trình bày cho nó vô câu hỏi. Boss câu hỏi lên lại cô thư ký, boss câu hỏi là câu hỏi thôi sao mình trả lời cho nó ăn vô khó được nha. Rồi mời cô Hà coi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ con chỉ có bổ sung tại vì con thấy nó hơi không có được rõ chút. Thì cái bậc thánh sơ đạo là bậc thánh đầu tiên thì diệt được cái kiến, nếu mà mình nói ở đây về cái dục hữu và kiến thì cái vị này diệt được cái thân kiến, thì diệt được cái kiến, những cái tà kiến, thì đó là cái diệt đầu tiên của cái vị này. Và nếu mà đã diệt cái tà kiến này thì bốn tâm tham ly tà nó cũng hợp tà nó cũng đồng